Chào các bạn, đây là anh Tùng, giáo viên của mình ở Tiếng Việt ơi. Chào các bạn, đây là Brian. Brian là người Mỹ và là học sinh tiếng Việt của mình. Brian đã ở Việt Nam hơn một năm rồi và Brian đã ăn rất nhiều món ăn Việt Nam. Nhưng hôm nay mình muốn Brian thử những cái món ăn đã gắn liền với tuổi thơ của mình ở Hà Nội. Hồi hộp quá. Có bạn nào biết là trẻ con thế hệ 8X và 9X thích những món ăn nào không? Bây giờ xem tiếp nhé. Có phải là kem không? À, đây không phải là kem, đây là sữa chua mút. Nhưng mà cái này hơi lạ mấy anh một chút vì hồi anh còn bé thì cái này nó không được có bao bì như thế này. Anh phải dạy em ăn thế nào? Thì mở ra và cho vào miệng. Cắn đi. Ngon quá. Anh gặp vấn đề khi ăn cái này. Ôi trời ơi. Xin lỗi em. Không nghĩ là ăn gì hết. Em thấy ăn ngon không? Ngon quá. Ngon nhưng mà anh nghĩ là anh đã quên mất cách ăn rồi. Đây là cái gì? Em ăn đi rồi anh sẽ giải thích. Em ăn đi đã. Ngọt và ngon, còn ngon nữa. Ấm hơi thò vị mật ong phải không? Đúng rồi, đây là vị mật ong. Cái này gọi là bánh mì nướng mật ong. Ngày xưa ấy thì cái này chỉ thấy ở cổng trường dành cho trẻ con thôi. Và cái thời mà anh đi học ấy thì cái này hay làm anh mất tập trung cực vì bởi vì là cái này mùi mật ong nướng ấy bay vào trong lớp và anh không thể nào mà chịu đựng được. Nhưng mà bây giờ em có thể easily thấy nó ở khắp nơi. Em thấy bánh này chút khô. Có lẽ nó sẽ ngon hơn ăn với đồ uống. Có lẽ là sữa đậu hoặc coca, chú biết mà. I'm pulling myself again. Cái này gọi là ô mai đào. Và hay còn gọi là ô mai cất chuột. Ê à. Mùi cất đâu, không có. Ăn thử đi xem nào. Không có mùi cất đâu. Chua. Thế không phải là đào ha? Anh không biết là có thể làm từ đào không, nhưng mà người ta gọi là ô mai đào. Oh my god. Đã 20 năm rồi anh chưa nhìn thấy cái này quá. Anh không biết mua cái này ở đâu. Không biết là VBO mua cái này ở đâu nhỉ? Rất là giòn. Mì này có đắt không? Mì này á? Hồi anh còn bé thì nó chỉ có tầm 200 đồng. 200 đồng ấy. 200 hả? 200 đồng, không phải là 200 nghìn đâu, 200 đồng. Gói này có Donald Duck từ phim Disney. Còn gói anh có gì? Có con gấu đúng không? Con gấu. Có vị khác nhau không? Anh nghĩ là nó chỉ bởi vì là trẻ con thích màu sắc chứ còn nó chả gì khác nhau. Em ăn thử cái này đi. Thế có khác nhau không? Không. Em nghĩ là giống nhau. Again. Cái này là kẹo C. Đi. À, cái này có đủ vitamin C cho một ngày thôi. Không. Anh hồi còn bé anh cũng tin như thế nhưng mà for God's sake no. Không à? No. Nó chỉ là kẹo và toàn đường. Là chua. Chắc là không có vitamin C gì hết. Bên Mỹ có một loại vitamin Flintstone. Vấn đề ở vitamin nó rất là ngon. Nên nhiều trẻ con ví dụ ăn hết một bình vitamin phải gọi là poison control. Vâng, overdose vitamin. Không hiểu tại sao nó lại là hình trái tim. Có lẽ là vitamin C tốt cho sức khỏe trái tim, tốt cho tim mạch. Đúng vậy. Cái này không phải là kiến thức cho thế. Không. Có mùi như chợ hải sản đây. Chợ hải sản á? Ôi trời. Không chỉ có hình cua nữa.
Em hiểu. Thấy ngon. Ừ. Có giống bim bim ở Mỹ không? Không có. Ừ. Ở Mỹ chỉ có bim bim, phô mai, barbecue hoặc là sour cream and onion. Ừ. Mà không có vị hải sản, vị cua, vị giống biển. Ừ. Chỉ ở Việt Nam thôi. Ngày xưa ấy, đằng sau cái này này, nó có những cái instruction. À thế ạ? Là hướng dẫn nhỉ? Là hướng dẫn là ăn thế nào và khi nào thì ăn và ăn ở đâu. Bây giờ không có. Ok. Không có. Nhưng mà hồi bé anh nhớ là có. Anh không biết ăn thế nào. Anh không biết ăn thế nào. Biết chỉ cho vào miệng thôi. Ok. Anh chỉ biết thế. Oh, finally. Nhưng mà nó giống cái ấy quá cơ. Yes. Ăn như bao cao su phải không? Oh, no. À, không phải, là đây là kẹo kẹo cao su. Kẹo cao su. Anh đã có kẹo bao su ở trong ở tóc anh bao giờ chưa? Anh nghĩ là rồi. Rồi hả? Rồi. Phải có cắt nào đúng không? Cắt ra. Ừ. Ở trong tóc anh có rất nhiều thứ. kẹo cao su, màu vẽ, yeah. Sơn. Ừ, rất nhiều thứ. Trời ơi, bẩn thế. Ủi, bubble có thấu lỗ không? Tùy từng trường hợp. Ví dụ như trong lớp. Ừ. Hay là ở hội thảo. Hoặc là đang đi hẹn hò. Ừ. Mà em thổi bóng trước mặt mọi người thì là bất lịch sự. Nhưng mà ví dụ như là mình đang nói chuyện đây bạn bè thì không sao. Ừ. Trong tất cả những món em vừa đã thử ăn, đây là tuổi thơ của anh. Em thích món gì nhất? Và có món gì em có thể ăn cả đời? À, do em là người rất quan tâm về sức khỏe. Phải là vitamin C, kẹo C. Trong đoạn dịch này có đủ vitamin C rất là quan trọng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và các bạn có muốn học sinh của chúng mình trải nghiệm những điều khác không? Các bạn hãy comment ở dưới. Mọi người ơi, đừng quên like, subscribe và chia sẻ nhé. Xin chào các bạn. Bye bye. Keep trying. Thất bại rồi.